Thưa quý vị, như vậy phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, về hành vi gây rối trật tự công cộng đã kết thúc với bản án 1 năm tù treo dành cho nữ người mẫu sau 3 tháng bị tạm giam về hành vi không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vẫn cùng người hướng dẫn lái xe của mình nhiều lần điều khiển, biểu diễn với các tư thế nguy hiểm, phản cảm, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận cư dân mạng. Trong phiên tòa ngày 2 tháng 2, ngoài hai bị cáo là Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, tòa cũng triệu tập 7 người khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh khai nhận việc bất chấp biểu diễn mô tô với nhiều tư thế phản cảm như vậy là vì quá tự tin, phấn khích mà không nghĩ đến hậu quả. Vậy cụ thể tại phiên tòa xét xử, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và những người liên quan đã khai nhận những gì? Nhờ đâu mà người mẫu Ngọc Trinh được tuyên án nhẹ hơn mức truy tố ban đầu của Viện Kiểm sát? Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại toàn cảnh phiên tòa xét xử ngay sau đây. Bảy giờ 15 phút sáng ngày 2 tháng 2, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, hay còn được biết đến là người mẫu diễn viên Ngọc Trinh, được cảnh sát dẫn giải đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hầu tòa về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù do đăng tải các video biểu diễn xe phân khối lớn lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận cư dân mạng. Bị cáo buộc với vai trò đồng phạm, bị cáo Trần Xuân Đông, 36 tuổi, thầy dạy lái xe của bị cáo Ngọc Trinh, bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngoài hai bị cáo, tòa án cũng triệu tập thêm 7 người khác là ông Nguyễn Thanh Long, tài xế của bị cáo Ngọc Trinh, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của bị cáo Ngọc Trinh, ông Tăng Duy Khánh, người quay phim cho bị cáo Ngọc Trinh, ông Nguyễn Hoàng Sơn, trợ lý của bị cáo Trần Xuân Đông, ông Trần Ngọc Kiên, bà Lê Thị Hồng Nhung, ông Nguyễn Phong Vũ là bạn của bị cáo Ngọc Trinh và bị cáo Trần Xuân Đông tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mặc dù không có giấy phép lái xe bằng A2 nhưng để gây sự chú ý, câu like, câu view nên trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, bị cáo Ngọc Trinh đã rủ bị cáo Trần Xuân Đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Ngọc Trinh có vai trò chủ mưu, dù bị cáo Trần Xuân Đông thực hiện hành vi, còn bị cáo Đông là người giúp sức. Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh thừa nhận đã cùng với bị cáo Trần Xuân Đông lái xe phân khối lớn thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm và phân công trợ lý của mình quay phim. Bị cáo Ngọc Trinh cho biết mình là người hẹn giờ, hẹn ngày với bị cáo Trần Xuân Đông vì lịch làm việc của bị cáo Ngọc Trinh rất bận, còn Trần Xuân Đông chỉ định nơi tập cho bị cáo. Đối với việc tập các động tác phản cảm, bị cáo Ngọc Trinh khai bị cáo Trần Xuân Đông là người hướng dẫn cho Ngọc Trinh tập. Nữ người mẫu cho biết, thầy Đông sẽ làm trước các động tác đó cho bị cáo xem, sau đó bị cáo và thầy Đông cùng thực hiện. Ngoài ra, có những hôm có thêm Lê Thị Hồng Nhung, Trần Ngọc Kiên, Nguyễn Thành Long cùng tham gia để quay phim. Trả lời kiểm sát viên, Ngọc Trinh cho biết, trong lúc học những kỹ năng để thi bằng lái A2, thì có xem một số clip trên mạng xã hội và thấy nhiều bạn gái biểu diễn các động tác khó nên thích thú và muốn làm được như vậy. Bị cáo Ngọc Trinh khai thường tập lái xe mô tô vào lúc 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Khi đó đường vắng, có đông người tập nên nghĩ đây là sân để tập, chứ không biết là đường đã được đưa vào sử dụng. Bị cáo Ngọc Trinh cũng cho biết do tự tin, phấn khích thái quá nên muốn thực hiện theo các động tác khó. Do đó đã nhờ bị cáo Đông hướng dẫn, dù bị cáo Đông đã khuyến cáo không nên, nhưng do bị cáo hiếu thắng, không suy nghĩ nhiều, vẫn muốn thực hiện các động tác khó. Chỉ sau khi bị bắt và được cơ quan điều tra giải thích, nữ người mẫu này mới nhận thức hành vi của mình là sai, gây ảnh hưởng xấu cho khán giả theo dõi mình. Tại phiên tòa xét xử, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều là trợ lý của bị cáo Ngọc Trinh, được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Khi nhắc tới trợ lý Thúy Kiều, bị cáo Ngọc Trinh xúc động rơi nước mắt và cho biết Kiều đã làm trợ lý cho mình được 7 năm. Việc Thúy Kiều quay clip cho Ngọc Trinh chỉ là thói quen sinh hoạt hàng ngày. Tại phiên tòa, trợ lý của Ngọc Trinh cũng cho biết mình có mặt trong những buổi bị cáo Ngọc Trinh và bị cáo Đông tập xe và quay video lại. Trả lời cho câu hỏi về việc
bị cáo Ngọc Trinh có thông qua Kiều để sắp xếp ngày giờ không? Thì bà Thúy Kiều trả lời không. Bà Kiều cho biết do ở chung nhà với bị cáo Trinh nên bị cáo Trinh đi đâu thì bà Kiều đi cùng. Do thói quen của hai chị em nên lúc nào bà Kiều cũng quay lại các hoạt động của bị cáo Trinh, kể cả khi ở nhà cũng quay. Tại tòa, ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ của một xe mô tô mà bị cáo Ngọc Trinh đã lái, khai rằng quen biết bị cáo Trinh qua vợ chồng bà Lê Thị Hồng Nhung. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, ông Sơn cho bị cáo Trinh mượn xe. Ông Sơn khẳng định hoàn toàn không biết mục đích Ngọc Trinh sẽ làm gì. Trong khi đó, bị cáo Đông thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố và đồng ý với lời khai của bị cáo Trinh. Bị cáo Đông cho biết, bị cáo là người chuyên dạy lái xe mô tô phân khối lớn cho các khách hàng của hãng mô tô BMW tại Việt Nam khi khách có nhu cầu. Theo bị cáo Đông, mỗi lần tới điểm tập, bị cáo mới hướng dẫn và thị phạm trực tiếp cho bị cáo Trinh theo dõi, sau đó bị cáo Trinh sẽ thực hiện theo. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà bị cáo Đông 4 xe mô tô phân khối lớn các loại. Qua xác minh, các xe này không có thông tin nhập khẩu, là xe sử dụng giấy tờ và biển số giả. Về việc này, bị cáo Đông cho biết nhận thức được là vi phạm pháp luật nhưng vì không có nhiều tiền mà lại đam mê mô tô phân khối lớn nên đã mua về để sử dụng. Nói lời sau cuối trước khi hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Ngọc Trinh cho biết cũng vì suy nghĩ chủ quan và thiếu nhận thức về pháp luật nên đã phải trả giá về những vết thương, vết sẹo trên người và trên hết là bị tạm giam hơn 3 tháng qua và hôm nay bị đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc Trinh cho biết thật ra trong thâm tâm của bị cáo luôn mong muốn bản thân phải tuân thủ pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật, nhưng vì bộc phát nhất thời mà đã sai phạm lúc nào không biết. Khi nhận ra việc làm của mình là sai trái thì đã quá muộn. Đây là bài học lớn đối với bị cáo, là điều mà bị cáo chưa dám nghĩ tới. Xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo sớm về với gia đình của mình. Bị cáo đã rất nhớ người thân của mình. Bị cáo Ngọc Trinh cho biết, nhân đây cũng gửi lời xin lỗi đến những người vì mình mà bị liên lụy tới vụ án, đó là bị cáo Trần Xuân Đông, ông Nguyễn Thanh Long, bà Nguyễn Thị Thúy Kiều và ông Tăng Duy Khánh. Về hành vi của bị cáo Ngọc Trinh và bị cáo Trần Xuân Đông, cơ quan điều tra đánh giá bị cáo Ngọc Trinh và bị cáo Trần Xuân Đông đã xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Cơ quan điều tra cho rằng, trong nhận thức chủ quan của bà Kiều, ông Khánh, ông Long và ông Sơn, chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của bà Ngọc Trinh. Việc quay phim đưa lên mạng xã hội không là hành vi gây rối trật tự công cộng, do đó cơ quan điều tra không xử lý bà Kiều, ông Khánh, ông Long và ông Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển tài liệu phương tiện bay Flycam của ông Tăng Duy Khánh đến công an thành phố Thủ Đức để xem xét xử lý về hành vi bay Flycam khi chưa được cấp phép. Đối với 3 chiếc mô tô thu giữ của bị cáo Trần Xuân Đông là các xe không có nguồn gốc và hành vi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang biển số 59A3-11588, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tách ra tiếp tục xử lý sau. Sau khi xem xét, viện kiểm sát nhận định các bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, bị cáo Ngọc Trinh có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, gia đình bị cáo Đông có công với cách mạng, chưa gây thiệt hại về người cũng như tài sản, nên đề nghị hội đồng xét xử cho các bị cáo hưởng mức hình phạt dưới khung hình phạt. Xét thấy bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội. Từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Đông 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù. Thưa quý vị, từ vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh, có lẽ đây cũng sẽ là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng đến giới trẻ trên mạng xã hội. Rằng càng nổi tiếng thì càng phải có nhận thức rõ ràng hơn về những hành vi cũng như là cách ứng xử, cách sử dụng mạng xã hội của mình. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể vì sở thích cá nhân mà bất chấp vi phạm pháp luật để câu like, câu view vì mạng xã hội là ảo. Nhưng mà những hậu quả pháp lý và những ảnh hưởng đến trật tự xã hội là thật. Và những hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ luôn bị trừng phạt một cách thích đáng. Hôm nay mùng 2 tháng 2, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giao công an tỉnh này chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra làm rõ nguyên nhân việc mặt đất tự cháy bất thường xảy ra tại xã Ea Lốp, huyện Ea Súp.
Trước đó, ông Lê Văn Bên, 62 tuổi, ngụ tại xã Ea Lốp, huyện Ea Súp đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc khu dãy của gia đình mình bỗng nhiên tự cháy và không rõ nguyên nhân. Trong các ngày từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1, nhiều đám cháy nhỏ tự phát xuất hiện trên mặt đất tại 20 vị trí khác nhau trong dãy của gia đình. Trong đó có đám cháy gần chòi dãy làm cháy quần áo của gia đình. Nhiều người dân cho rằng trước đây hiện tượng lạ này đã xảy ra và người dân nghi ngờ do hóa chất từ thời chiến tranh còn sót lại, gặp môi trường nắng nóng nên bốc hỏa. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra khám nghiệm phân tích hiện trường. Công an nhận định nguyên nhân cháy có thể do hóa chất lẫn trong đất có trong tự nhiên hoặc sản phẩm để lại của bom đạn, gặp điều kiện thích hợp sẽ xảy ra phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng, hình thành sự cháy. Tuy nhiên, do là hiện tượng bất thường hy hữu, Công an huyện Ea Súp đã đề nghị và đề xuất Chủ tịch UBND huyện Ea Súp mời các nhà khoa học giới chuyên môn kiểm tra thăm dò thổ nhưỡng ở khu vực này, khu vực xảy ra hiện tượng lạ và các khu vực lân cận.